gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, đồng thời cũng là tuyến bộ phận lớn nhất trong cơ thể con người. Gan được ví như một nhà máy thải độc. Mỗi ngày, gan phải thực hiện khoảng 500 nhiệm vụ thiết yếu để duy trì sức khỏe. Gan là cơ quan duy nhất có khả năng tái tạo. Tuy vậy, nó cũng cần phải có sức khỏe tốt để làm điều đó thì các tổn thương tế bào gan thì có rất là nhiều các cái mức độ. Cái mức độ nặng nhất là có thể là suy gan cấp, bệnh nhân có thể là thiếu máu hoặc là suy gan dẫn đến chảy máu hoặc là những trường hợp bệnh nhân có thể là hủy hoại tế bào gan rất là nhiều, tức là men gan có thể tăng đến vài nghìn, hoặc là bệnh nhân không thể tổng hợp được các cái chất cần thiết như là không tổng hợp được albumin, tức là bệnh nhân có thể giảm ăn albumin và có thể phù cổ trướng thì đấy là những trường hợp rất nặng. Còn những trường hợp nhẹ nhẹ thì bệnh nhân có thể là uh, mệt mỏi, mệt mỏi đi tiểu nước tiểu vàng, hoặc là là bệnh nhân có thể nổi như cái mụn sẩn ngoài da thì đấy là chứng bệnh rất nhẹ hoặc nữa có những trường hợp bệnh nhân lại cũng không có biểu hiện gì chỉ có hơi đau tức hạ sườn phải rất là nhẹ và chúng ta chỉ có phát hiện được tổn thương gan khi chúng ta tiến hành làm xét nghiệm gan bị bệnh gây yếu gan hay tổn thương gan ở giai đoạn sớm thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào nhiều người chỉ phát hiện ra gan có vấn đề khi đi xét nghiệm siêu âm để chẩn đoán các bệnh khác hay khám sức khỏe tổng quát vì vậy bạn cần chú ý nhận biết phát hiện sớm những dấu hiệu liên quan tới bệnh lý ở gan khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế để được phát hiện và đạt được kết quả điều trị tích cực nhất